Chào tất cả các bác, chào tất cả anh chị, chào tất cả mọi người. Hôm nay em giới thiệu mọi người về cái cây lan đùi gà dẹt. Cái cây đùi gà dẹt này có thể là đã không còn xa lạ với quý anh chị đâu, các bác ơi. Thì nó cũng đơn giản thôi. Thì về những cái chi tiết, những cái mà để chúng ta nhận biết được về cái cây đùi gà dẹt này, thì em cũng có viết trên rất là nhiều bài trên Thiên Đường Ngàn Hoa, cũng như là những chi tiết, từ chi tiết nhỏ nhất, từ màu sắc thân lá, dễ, cách trồng, cách chăm, em cũng nói. Nhưng bây giờ thì em sẽ xử lý những cái này trên video để chúng ta cùng biết và tham khảo, để các anh chị có thể nuôi trồng và chăm sóc một cái cây lan đùi gà dẹt nó được đơn giản nhất có thể. Bởi vì khi anh chị xem qua video thì nó sẽ đỡ tốn thời gian hơn, nó sẽ nhanh hơn là khi mà anh chị đọc những bài viết. Bởi vì em viết khá dài, và cái chi tiết của nó thì của những cái cây này nó rất là chi tiết rất là nhỏ. Anh chị tham khảo thêm trên website thiên đường ngàn hoa.com. Hôm nay em sẽ giới thiệu mọi người cây đùi gà dẹt. Gọi là đùi gà dẹt bởi vì thân của nó không tròn như là cái cây đùi gà tròn. Cây đùi gà tròn thì thân nó tròn hơn, thân nó tròn căng mọng hơn. Còn thân dẹt này thì nó gầy hơn và thân nó nhỏ hơn. Nó khác nhau bởi vậy đây thôi. Đây anh chị nhìn cái thân đây, thân góc bên này. Đây, một bề nó to, một bề nó nhỏ, đúng không ạ? Như cái đùi gà tròn là cái cây mà người ta tạo ra cái đen dâu xuân ấy. Nó là cây đùi gà giòn. Đấy. Và cây đùi gà dẹt này thì nó cũng được lai tạo như vậy. Thường những cái cây lai này thì người ta sẽ nhân giống, như cái cây hàng rừng này, nhân giống lai tạo ra để ra được nhiều mặt bông mới. Thì cái cây đen đâu xuân thì nó nở mùa xuân, nó cũng như là cái cây này thôi, nó cũng nở mùa xuân như nhau. Nhưng mà cái là cây đùi gà dẹt này thì là cái mắt của nó nhỏ, mắt của nó, cái mắt ở trong của nó rất là bé, anh chị thấy đúng không ạ? Mắt rất nhỏ. Thì cái cây đùi gà dẹt này ấy, em sẽ giới thiệu ngắn về thân lá hoa của nó như sau. Thân lá của nó thì nó khá là to. Thân của nó thì dài khoảng từ 40 đến khoảng 1m3, 1m4 là có anh chị nhé. Nhưng còn bình thường thì mình chỉ nuôi được cỡ tầm khoảng 60 là tối đa. Thường là như vậy. 1m2, 1m3 cũng có là chắc chắn, bởi vì ở Hà Nội cũng có một số người nuôi được rồi. Bởi vì nó kiểu nó như kiểu là cái cây phi đập độc bắc ấy, có nghĩa là nó không nghỉ mùa đông ấy, nó có cái đó anh chị nhá. Cây dẹt cũng có, một cây tròn cũng có, là nó lớn thông mùa đông. Như những cây em đang quay video này thì là cái cây là đến mùa đông nó nghỉ, nhưng nó có một số trường hợp là cái cây mà nó không nghỉ mùa đông ấy, thì nó lớn thông qua mùa đông thì nó dài ra khoảng hơn 1 mét. Thì cái cây đùi gà này thì thân lá như vậy, thân lá của nó dạng đốt, mỗi đốt của nó thì dài khoảng từ 2 đến 4 cm, mỗi đốt sẽ ra một lá anh chị nhé. Đây nhìn thấy bên còn lá này thì nó khoảng tầm 3 cm một đốt anh chị nhé, 3 cm một đốt. Đấy, cái lá của nó thì lá nhỏ khoảng từ 2 đến 3 cm và dài khoảng từ 5 đến 10 cm, nhưng bình quân thì nó khoảng từ 8 đến 10 cm, có thể là 12 cm chủ yếu. Đấy, những cái lá trên, còn những cái lá gốc thì nó sẽ ngắn hơn. Thì đấy là về cơ bản của cái thân lá của nó. Hoa của nó thì nở vào mùa xuân, cây này khá là dễ hoa, nó chỉ dài tầm 20-30 cm là cũng có thể ra hoa rồi. Thế nên là càng dài thì nó càng nhiều hoa thôi. Phần hoa chủ yếu là nở ở trên ngọn cây, trên ngọn hoa là chủ yếu, nó sẽ chiếm khoảng tầm 1/4 cái thân cây ở trên là sẽ ra hoa. Phụ thuộc vào là cái việc ra hoa nhiều ít thì phụ thuộc vào cái việc là nhiều nắng hay ít nắng. Đấy, về cơ bản là cái cách mà để cho nó ra nhiều hoa thì mọi người cũng biết rồi, rụng hết lá và khô, nhiều nắng, ánh sáng tốt và bón nhiều lần. Nó cũng giúp cho cái cây ra rất là nhiều hoa. Đương nhiên ngoài ra thì nó có những cái chi tiết nhỏ hơn về phân thuốc thì em cũng nói trên những cái phân bón riêng của từng loại nào kích hoa, loại nào dưỡng hoa, loại nào giúp bền hơn, loại ra siêu hoa hơn thì nó cũng có từng loại rồi. Đấy, thì có nghĩa là về cơ bản là như vậy. Cái chăm sóc của cái đùi gà này nó cũng rất là đơn giản. Đùi gà này thì nó ưa thoáng nhưng lại phải ẩm, ưa gió nhiều. Cái cây đùi gà này thì nó rất là dễ bị bệnh và dễ bị thối nhũn. Thế nên mọi người cần lưu ý là để cho bộ giá thể sạch và tốt nhất thì chúng ta nên thường xuyên thay giá thể. Giá thể của cái loại đùi gà này mà để mà thay thì em nghĩ là tầm độ 2 năm 1 hoặc là 3 năm 1 với những cây trong chậu. Còn những cây củ gỗ thì nó rơi khoảng từ 3 đến 4 năm
gỗ được lâu hơn, bởi vì về cơ bản gỗ là nó thoáng hơn, bộ rễ nó được trao đổi khí liên tục với không khí môi trường. Nhưng còn trồng trong chậu thì cái chậu của nó thì bộ rễ của nó thì nó nằm hết ở trong chậu, nên là nó không thể thoáng bằng cục gỗ được. Thế nên cái việc mà cần phải thay giá thể nhiều hơn, bởi vì ở trong chậu này nó sẽ có rất là nhiều con vi khuẩn, nó sẽ ăn những cái rễ trong đấy và làm sinh sôi nảy nở những cái con vi khuẩn, giúp cho cái cây nó bị giúp cho cái chúng nó phát triển nhanh và làm cho cái cây nó bị phát triển chậm lại, và rất là dễ sinh ra những cái bệnh như là thối nhũn, thối gốc hay là bị đốm đen hay là nhiều cái bệnh khác do vi khuẩn gây ra. Thì cái cây đùi gà này nó có hương thơm, rất là thơm và nó rất là dễ ra hoa ở cái việc đầu ngọn. Cái thân lá của nó đa phần ấy, thì là ở dưới là gần như không được hoa, và cái tỷ lệ ra ki của nó cũng rất là khó. Nhưng ki vẫn nhân ki được, cứ một mắt là chúng ta có thể nhân được ki. Một mắt có nghĩa là một cái lá là sẽ có một mắt ngủ. Mắt ngủ đấy thì nó sẽ ra hoa hoặc ra ki. Thì ở trên thì nó ra hoa, ở dưới đa phần nó có thể ra ki. Nhưng tỷ lệ mà chúng ta nhân giống mà nảy mầm như các loại phi điệp, hoàng thảo thì nó khó hơn. Phi điệp ấy, chứ không phải hoàng thảo. Hoàng thảo là nói chung của các loại thân đốt như này và rụng lá. Ví dụ như đùi gà hay là phi điệp hay long tu, trầm vôi, các thứ. Thì nói chung là cái dòng thân hoàng thảo, thân thòng này nó cũng khá là dễ chăm sóc hơn. Quan trọng là anh chị có một vườn cần phải thoáng gió, và cần phải thoáng gió hoặc là khô một chút thì nó sẽ giúp cho cây đùi gà nó phát triển tốt. Những cái đùi gà này thì nếu như mà anh chị mà có treo ở trong vườn nhà mình ấy, thì nên treo ra rễ ngoài. Treo ra rễ ngoài là treo ra rễ mà ở góc vườn ấy. Góc vườn và sát rễ ngoài chỗ nào nhiều gió ấy, thì cây nó sẽ khô và nó nhanh và nó sẽ đỡ bị bệnh. Và khi cây không bị bệnh thì nó phát triển rất là tốt. Còn ngoài ra thì với những cái khu sân vườn, có sân vườn thì không cần nhất thiết quá và phải treo vào một cái vị trí ở riêng ngoài, bởi vì sân vườn thì nó có nhiều điều kiện tốt hơn từ ánh sáng cho đến độ ẩm. Còn anh chị ở trên cao thì nên treo ra ngoài, để cho treo ra ngoài góc vườn ấy, để cho cây nó thoáng hơn và nó được trao đổi khí tốt hơn, thì cái bộ rễ của nó đỡ bị nhiễm bệnh, thì cây nó sẽ không có bệnh. Về cơ bản thì các loại thân thòng này, hoàng thảo, thì mọi người nên chú ý về bộ rễ là quan trọng nhất. Nếu như rễ hỏng thì anh chị nên cắt nó đi và khử trùng bằng những cái dung dịch sát khuẩn, cũng như là những cái dung dịch vệ sinh cơ bản là như vậy. Anh chị có thể sử dụng một cái loại đơn giản nhất, đó chính là vôi. Bởi vì vôi em thấy là nó là một cái rất là tốt mà hợp lý. Còn thì thuốc thì mỗi người dùng kiểu. Em nghĩ là không quan trọng quá là phải dùng loại thuốc nọ thuốc kia đâu. Về cơ bản anh chị cứ đơn giản thôi. Đơn giản, dùng một loại thuốc khử trùng, sát khuẩn nó liên tục, phun sát khuẩn vào cái bộ giá thể thì nó sẽ tốt hơn. Hoặc là phun cái để giữ chất để cho nó tiêu hủy hết những cái mà phân tồn động, hay là những cái còn tồn động trên giá thể hoặc thân lá. Phân bón nó có những loại đó. Thì ví dụ như trong cái sản phẩm robot thì nó cũng có một cái là bộ Diamond Black, thì nó cũng là một cái sản phẩm rất là tốt. Thì mọi người có thể tham khảo thêm và đọc thêm những cái sản phẩm đó trên kênh Thiên Đường Ngắn Hoa .com nhé. Và anh chị cần tư vấn thì có thể liên hệ, thì bên em sẽ tư vấn và hỗ trợ với cái việc là trồng và chăm sóc những cái việc cây như này. Anh chị ngoài ra anh chị có thể tham khảo thêm nhiều video khác trên kênh Thiên Đường Ngắn Hoa để có thể tham khảo và biết thêm nhiều loại lan khác nhau. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi và quan tâm ủng hộ em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau và những cái cây hoa lan dễ trồng và chăm sóc thì em sẽ giới thiệu cho mọi người. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại.